trong những năm qua, quyền quỹ Cần Chuột luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp, đóng trên địa bàn. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các chi bộ đảng trong doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của quyền. Được thành lập vào tháng 3 năm 2022, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Cần Chuột hiện đang có 4 đảng viên đang sinh hoạt dù số đảng viên vẫn còn khá khiêm tốn, thế nhưng các đồng chí luôn phát huy vai trò tiên phong cương mẫu, tham gia vào công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc văn hóa an toàn, lành mạnh cho người lao động. Trước đây sinh hoạt cư trú về góc độ đảng thì chưa có chi bộ ở đây, thì anh em tự sinh hoạt và quản lý tại địa phương. Còn sau khi về đây sinh hoạt thì đó thuận lợi thứ nhất, là công ty ngoài cái chung với cái tính đảng là anh em phản ảnh những cái gì thuận lợi khó khăn lại góp để công ty xem xét điều chỉnh cho phù hợp trong những này quá trình hoạt động kinh doanh. Ngoài hoạt động kinh tế và nhiệm vụ chính trị, các chi bộ doanh nghiệp trên địa bàn quyền Cần Chùa luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Đơn cử như người đảng viên trẻ này sau 4 năm gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Mỹ Nghệ Hoàng Anh Long An, dưới sự tận tình chỉ bảo uống nắng của các đảng viên khác trong chi bộ, nay đồng chí này đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Khi tìm hiểu xong thì mới thấy tự hào về đảng, lãnh đạo đất nước này kia là việc đạo cải cách đất nước này kia phát triển tốt hơn. Dạ, khi khi được cách lập đảng em thấy tự hào hơn, kết đảng thấy mình trưởng thành hơn, noi gương hơi ở địa phương mình. Đến nay, Cần Chuột đã có 4 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước với 15 đảng viên trực thuộc đảng ủy cơ sở và quyền quỹ Cần Chuột. Tuy nhiên, con số này lại chưa tương xứng với quy mô số lượng doanh nghiệp trên địa bàn. Mặt khác, quyền vẫn còn nhiều đảng viên phải sinh hoạt nơi cư trú do nơi làm việc chưa thành lập được tổ chức cơ sở đảng. Và đây chính là những thách thức không hề nhỏ đối với nhiệm vụ phát triển đảng trong doanh nghiệp của quyền này. Là phải rà sót, nắm chắc là... À trong các doanh nghiệp các khu công nghiệp có người lao động là đảng viên à, trong những nơi này để chúng ta phối hợp với tỉnh với địa phương để chúng ta thành lập cái tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước khi có đủ cái cái điều kiện từ những kết quả đạt được cần chuột đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báo trong việc phát triển đảng trong doanh nghiệp tới đây ngoài việc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các chi bộ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nữa địa phương sẽ tập trung chỉ đạo thành lập chi bộ đảng trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính trị kinh tế xã hội của địa phương